Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã được chứng kiến những hình ảnh đầu tiên được chúng tôi gửi về từ sân vận động Nhật Minh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước mắt chúng ta là trận bán kết thứ nhất của giải bóng đá các tỉnh 1982-2024. Đây là trận bán kết thứ nhất trong khuôn khổ giải CDB. Trận đấu có sự có mặt của hai đội bóng FC 1982 Lạng Sơn và cao thủ FC 1982 Hòa Bình. Trên màn hình của chúng ta đang là tổ trọng tài điều khiển chính trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì cao thủ 1982 Lạng Sơn họ ra sân trong bộ trang phục truyền thống của mình, đó chính là bộ trang phục áo vàng quân đen. Trong khi đó cao thủ 1982 Hòa Bình họ ra sân trong bộ trang phục áo trắng quân trắng. Một trận đấu có thể nói là cực kỳ quan trọng với cả hai câu lạc bộ ở mùa giải hôm nay. Và đương nhiên là ban huấn luyện của cả hai đội bóng đều đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và với các khán giả đang có mặt trên sân vận động Nhật Minh cũng như các khán giả đang theo dõi trực tiếp trên nền tảng thể thao Kết Nối Bóng Đá, họ sẽ chờ đợi một trận đấu mãn nhãn hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao được cả hai câu lạc bộ tạo ra trong trận bán kết thứ nhất của giải CDB vào buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cao thủ 1982 Lạng Sơn họ ra sân với đội như sau. Trần Dương Thành là thủ môn mang áo số 82 Mạnh Hùng, số 20 đội trưởng Minh Hưng, số 18 Văn Tiến, số 14 Mạnh Tâm, số 7 Hoàng Ngọc Quang, số 6 Vi Quang Hưng và số 3 Đức Duy. Trong khi đó đội bóng 1982 Hòa Bình đương nhiên là ban huấn luyện đội bóng này đã có cho mình đội hình rất tốt với những cầu thủ đang đạt phong độ rất cao. Trần Dương Thành vẫn là thủ môn mang áo số 1 Đinh Công Hào. Ngoài ra còn có sự có mặt của chân sút mang áo số 10 Lưu Thanh Sơn, số 8 Anh Tuấn, số 5 Trần Văn Tới, số 4 Hữu Tuyến, số 82 Bùi Xuân Tới và đội trưởng mang áo số 38 Tuấn Minh. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ 1982 Lạng Sơn họ sẽ bảo vệ ông Thành bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn, trong khi đó các thủ 1982 Hòa Bình họ sẽ bảo vệ ông Thành bên phần sân đối diện. Và như vậy tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên. Bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhất trận bán kết thứ nhất của giải bóng đá CDB, giải bóng đá các tỉnh 1982-2024, trận đấu giữa hai đội bóng 1982 Lạng Sơn và các thủ 1982 Hòa Bình. Đây là một trận đấu rất đáng được chờ đợi diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Tình huống lên bóng đầu tiên thuộc về ca chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đó là một tình huống chủ động dứt điểm ở bên hành lang cánh phải của đội bóng này. Sẽ một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ 1982 Hòa Bình. Tình huống đá phạt góc đầu tiên ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Chưa thể tạo ra sự khó khăn dành cho trung vệ Đức Duy. Trong trận đấu ngày hôm nay, chân sút mang áo số 3 của đội bóng 1982 Lạng Sơn là người thi đấu thấp nhất đến từ hệ thống hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Một lá chắn cực kỳ vững chắc trước mặt khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Và đây là một trận đấu mà Đức Duy cần phải thể hiện được bản lĩnh cũng như phong độ của mình. Trái bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Đang là sự nhập cuộc rất chủ động và đầy tự tin đến từ các chân sút của đội bóng áo trắng. Một tình huống triển khai bóng dài vẫn đang là sự chắc chắn đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm từ xa. Và đó là một tình huống triển khai bóng dọc biên. Cao thủ 1982 Lạng Sơn đang thi đấu với một đội hình lùi thấp. Đương nhiên là các chân sút của đội bóng áo vàng sẽ mong muốn đảm bảo một sự an toàn trước mặt khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Tình huống dàn xếp rất hay. Đó là một tình huống mà chúng ta thấy được khả năng kết nối tuyệt vời giữa các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình. Một pha bóng mà thủ môn Mạnh Hùng đã phải dùng chân để cứu thua dành cho đội nhà. Một pha dứt điểm đầy chủ động được tạo ra đến từ các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình. Và đó cũng sẽ là lời cảnh báo dành cho hệ thống phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn trong trận đấu này. Sự nhập cuộc một cách chủ động và đầy tự tin đang giúp cho các thủ 1982 Hòa Bình có được lợi thế ở trên sân. Họ chủ động cầm bóng và đưa ra được những tình huống tổ chức tấn công một cách sắc nét. Vẫn là những tình huống triển khai bóng dọc biên. Một trận đấu mà rõ ràng là ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Và họ đang nhập cuộc một cách đầy chủ động ở trên sân. Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên đang thuộc về các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Chúng ta sẽ chờ đợi quyết định cuối cùng đến từ trọng tài chính điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay. Và sẽ là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ 1982 Lạng Sơn ở bên phần sân nhà của đội bóng này. Những sức ép đã được tạo ra về phía ông Thành của thủ môn Mạnh Hùng. Và tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên thuộc về các thủ 1982 Lạng Sơn với tình huống mà các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình đã dàn xếp tuyệt hay ở bên hành lang cánh phải. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Mạnh Hùng. Trái bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Một pha bóng mà Bùi Xuân Tới, tiền đạo của đội bóng 1982 Hòa Bình đã cố gắng để tạo ra sức ép dành cho hàng phòng ngự của đội bóng Lạng Sơn. Đây là quả đá phạt góc thứ hai
ở trong hiệp thi đấu đầu tiên dành cho các thủ 1982 Hòa Bình. Rất nguy hiểm. Vẫn là sự chắc chắn đến từ thủ môn Mạnh Hùng. Một tình huống đá vào góc hướng trái bóng trực tiếp về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng. Chúng ta đã được xem lại tình huống cứu thua xuất sắc đến từ thủ môn mang áo số 82. Sự tập trung là những gì mà chúng ta đã được chứng kiến đến từ thủ môn của đội bóng này. Rõ ràng là với những tình huống cứu thua của mình thì thủ môn Mạnh Hùng sẽ có cho mình sự tự tin. Và điều đó sẽ tiếp thêm động lực rất lớn dành cho các cầu thủ thi đấu ở phía trên. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn cũng cần phải có cho mình sự chắc chắn. Sức ép đang là rất lớn đến từ các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Trong trận đấu ngày hôm nay, người đang thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của đội bóng Hòa Bình là chân sút mang áo số 82 Xuân Tới, người đã tạo ra quả đá phạt góc thứ hai dành cho đội bóng này. Giờ đây sẽ là một tình huống đá biên ở bên hành lang cánh trái dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Bóng bổng. Lần này sự chính xác đã không được đảm bảo trong tình huống đá biên vừa rồi. Quyền đá biên sẽ thuộc về các thủ 1982 Lạng Sơn. Đây là một trận đấu mà các thủ 1982 Lạng Sơn họ đang lựa chọn một lối chơi phòng ngự phản công. Họ vẫn đang mong muốn đảm bảo một sự chắc chắn, một sự an toàn trước mặt khung thành của thủ môn Mạnh Hùng trước khi đưa ra những tình huống chuyển trạng thái ở tốc độ cao. Người đang thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của đội bóng 1982 Lạng Sơn trong trận đấu ngày nay là chân sút mang áo số 7 Hoàng Ngọc Quang. Rất chủ động. Hữu Tuyến. Hữu Tuyến đang là người thi đấu thấp nhất đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Điểm mạnh đến từ chân sút mang áo số 4 là khả năng phân phối bóng, đặc biệt là những tình huống triển khai bóng dài. Rất chính xác. Ôi! Vẫn là sự xuất sắc đến từ thủ môn Mạnh Hùng. Tình huống cứu thua thứ 3 đến từ thủ môn mang áo số 82 của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một tình huống dàn xếp rất tốt được tạo ra đến từ cao thủ của đội bóng Hòa Bình. Một tình huống dàn xếp xứng đáng được đưa vào trong sách giáo khoa. Nhưng đáng tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn cực kỳ xuất sắc của đội bóng 1982 Lạng Sơn để mang lại bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ Hòa Bình. Sự khác biệt trên bảng điện tử vẫn chưa xuất hiện. Hai đội vẫn đang cầm chân nhau với kết quả là không đều. Vẫn đang là một tình huống xử lý bóng rất bình tĩnh, rất thoáng. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm từ xa. Quá nhiều những khoảng trống. Đội trưởng Tuấn Minh là người đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng ở trong pha bóng vừa rồi. Một khoảng trống rất lớn dành cho chân sút mang áo số 38. Tuấn Minh có đủ thời gian và không gian để lựa chọn một tình huống dứt điểm đầy quyết đoán về phía ông thành của thủ môn đối phương. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa phải là một tình huống dứt điểm trúng đích đến từ người đeo tấm băng thủ quân của đội bóng 1982 Hòa Bình trong trận bán kết thứ nhất này. Cơ hội lên bóng dành cho thủ 1982 Lạng Sơn. Chưa thể tạo ra một đường chuyền đến từ vị trí của trung vệ Đức Duy. Cự ly đội hình của đội bóng 1982 Hòa Bình đang được đảm bảo tốt. Và điều đó khiến cho thủ 1982 Lạng Sơn gặp khó khăn trong việc đưa trái bóng lên phía trên dành cho tiền đạo mang áo số 7 của đội bóng này. Đó chính là chân sút Ngọc Quang, người được kỳ vọng nhất trên hàng tấn công của đội bóng áo vàng. Mạnh Hùng. Một tình huống triển khai bóng dài rất chính xác. Đáng tiếc là Ngọc Quang lại chưa thể đưa ra một tình huống không chế bóng thật sự gọn gàng ở trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc dành cho cá nhân của chân sút mang áo số 7 câu lạc bộ 1982 Lạng Sơn. Tuấn Minh. Tình huống triển khai bóng dọc biên rất tốt đến từ cao thủ 1982 Hòa Bình. Khoảng trống. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi chưa đủ được để đánh bại đường thủ môn Mạnh Hùng. Ít nhất là thủ môn của đội bóng 1982 Lạng Sơn đã có cho mình 4 tình huống cứu thua cho tới phút thi đấu thứ 8 của hiệp thi đấu thứ nhất này. Phong độ cực kỳ xuất sắc đến từ thủ môn Mạnh Hùng đang là điểm tựa dành cho hệ thống phòng ngự của đội bóng áo vàng. Tiếp tục là khoảng trống và vẫn là một tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Mạnh Hùng. Những tình huống cứu thua rất khó tin đến từ thủ môn của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Đá phạt góc. Chưa thể tạo ra sự nguy hiểm về phía ông thành của đội bóng áo vàng. Lần này đã có một tình huống hỗ trợ kịp thời đến từ tuyến giữa của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Những giây phút mà hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn cần nhận nhiều hơn những sự hỗ trợ đến từ các đồng đội ở phía trên.
Hàng tấn công của đội bóng 1982 Hòa Bình đang gây ra sức ép rất lớn. Triển khai bóng dọc biên. Hiệp thi đấu đầu tiên này, cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình đang triển khai bóng rất nhiều ở hai năng cánh. Lũ Thành Sơn. Thành Sơn dứt điểm. Vẫn chưa phải là một tình huống kết thúc tất sơ chính xác đến từ Thành Sơn. Rất nhiều những phương án tổ chức tấn công khác nhau, có thể đưa ra những tình huống tổ chức ở hai năng cánh và có thể đưa bóng vào khu vực trung lộ để đưa ra những pha dứt điểm. Một lối chơi đầy linh hoạt và biến hóa đến từ cao thủ 1982 Hòa Bình. Nhưng rõ ràng là nhiệm vụ đến từ hàng tấn công của đội bóng 1982 Hòa Bình ra đây sẽ là xuyên thủng được mảnh lưới của thủ môn Mạnh Hùng, người vẫn đang có phong độ cực cao ở trong trận đấu này. Đó là tình huống phạm lỗi từ phía sau đối với tiền đạo mặc áo số 7 của đội bóng 1982 Lạng Sơn, trung phong cắm Hoàng Ngọc Quang. Một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Nhưng đây vẫn là một cự ly đá phạt tương đối xa về phía ông thành của thủ môn Đinh Công Hào. Chúng ta sẽ chờ đợi tình huống đá phạt trực tiếp này. Mạnh Tâm, chân sút mặc áo số 14 đang là người đứng trước bóng. Phút thi đấu thứ 10. Trên bảng điện tử hai đội vẫn đang hòa nhau với kết quả là không đều. Cao thủ 1982 Hòa Bình đang là đội bóng có cho mình tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn so với đối phương và cũng là đội bóng đưa ra nhiều tình huống dứt điểm trúng đích hơn. 10 phút thi đấu vừa qua, cao thủ 1982 Hòa Bình đưa ra 4 tình huống dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, hàng tấn công của đội bóng 1982 Lạng Sơn chưa thể đưa ra bất kỳ một pha dứt điểm nào về phía ông thành của thủ môn mang áo số 11 Đinh Công Hảo. Tình huống đá biên ở bên hành lang cánh phải theo hướng di chuyển tấn công dành cho cao thủ 1982 Lạng Sơn. Văn Tiến sẽ là cầu thủ thực hiện tình huống đá biên này. Sự chủ động đã được tạo ra đến từ thủ môn mang áo số 11 Đinh Công Hào. Chưa phải là một tình huống bóng thật sự nguy hiểm được tạo ra về phía ông thành của câu lạc bộ 1982 Hòa Bình đến từ hàng tấn công của đội bóng Lạng Sơn. Những tình huống bóng cố định giờ đây cũng sẽ là một trong những phương án có thể giúp cho các thủ 1982 Lạng Sơn tìm ra sự hiệu quả và chúng ta sẽ chờ đợi trong tình huống đá biên này. Một tình huống đá biên ở bên hành lang cánh trái. Một pha bóng mà rõ ràng là Ngọc Quang không hài lòng với người đồng đội của mình. Lên bóng dành cho thủ 1982 Hòa Bình chưa thể tạo ra một tình huống chuyển trạng thái thành công. Một tình huống phán đoán rất tốt đến từ vị trí của đội trưởng Minh Hưng. Cơ hội lên bóng dành cho cầu thủ 1982 Hòa Bình. Khoảng trống. Đó là một tình huống dứt điểm tiêu chính xác của anh Tuấn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi trực tiếp trận bán kết thứ nhất của giải CDB giải bóng đá các tỉnh 1982 năm 2024. Giải đấu được diễn ra trên sân vận động Nhật Minh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trên bảng điện tử thì hai đội 1982 Lạng Sơn và đội bóng 1982 Hòa Bình vẫn đang cầm chân nhau với kết quả là không đều. Một trận đấu mà chúng ta có thể được chứng kiến những tình huống đuôi công hấp dẫn được cả hai câu lạc bộ tạo ra, đặc biệt là với các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đội bóng đang thi đấu một cách rất chủ động ở trên sân. Bóng được trả ngược lại dành cho thủ môn Đinh Công Hào. Tuấn Minh. Một tình huống triển khai bóng dài. Lợi thế thuộc về cao thủ 1982 Hòa Bình trong tình huống chạy trước bóng vừa rồi. Vẫn là những tình huống triển khai bóng dọc biên rất quen thuộc. Có thể đưa ra một tình huống căng ngang. Không có gì khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở trong tình huống lên bóng vừa rồi đến từ các chân sút của đội bóng áo trắng. Tình huống cắt bóng cuối cùng là của Văn Tiến, hậu vệ cánh trái của đội bóng 1982 Lạng Sơn trong trận đấu ngày hôm nay. Sơ đồ 3-2-1 vẫn đang được vận hành tốt bởi cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình và họ đang kiểm soát khá tốt ở khu vực giữa sân, qua đó có thể gây ra được những sức ép về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng. Nhưng đó tiếp tục là một tình huống mà chúng ta thấy được khả năng ra vào hợp lý đến từ thủ môn mang áo số 82 của đội bóng Lạng Sơn. Những tình huống ra vào rất chủ động đến từ thủ môn Mạnh Hùng. Một phần hai thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã trôi qua. Trên bảng điện tử thì hai đội vẫn đang cầm chân nhau với kết quả là không đều. Tình huống đá biên dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Như vậy chính xác sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Chưa thể tạo ra một tình huống dứt điểm. Tình huống đá phạt góc rất có ý đồ đến từ đội trưởng Tuấn Minh dành cho Lưu Thanh Sơn.
đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ giải lao ở giữa hiệp thi đấu đầu tiên, khoảng thời gian cooling break, một khoảng thời gian tiếp nước dành cho các cầu thủ thi đấu ở trên sân, và cũng là khoảng thời gian ít ỏi để giúp cho ban huấn luyện của cả hai câu lạc bộ có thể đưa ra những sự chỉ đạo một cách sát sao hơn dành cho các học trò. Có sự thay đổi người, Văn Thiện sẽ là cầu thủ được góp mặt ở trên sân. Cầu thủ rời sân để nhường vị trí dành cho Văn Thiện rất có thể sẽ là đội trưởng Tuấn Minh. Ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình đã quyết định đưa ra sự thay đổi người đầu tiên ở trong trận đấu này. Một trung phong cắm thực thụ sẽ được đưa vào sân để tạo ra sự kết nối trên hàng tấn công dành cho đội bóng 1982 Hòa Bình. Bóng đang trục chân của Mạnh Tâm. Hành lang cánh phải của đội bóng 1982 Lạng Sơn trong trận đấu ngày hôm nay đang được chân giữ bởi Văn Tiến. Tình huống chơi chắn bóng rất tốt. Tình huống đá biên dành cho các thủ 1982 Lạng Sơn. Văn Tiến sẽ là cầu thủ thực hiện tình huống đá biên này. Đội bóng áo vàng đang thiếu đi những ý tưởng, nhưng đây sẽ là khoảng trống. Pha dứt điểm không thành công. Trái bóng quay trở lại với tầm kiểm soát dành cho đội bóng 1982 Lạng Sơn. Chưa thể đưa ra một tình huống dứt điểm thành công. Lên bóng dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Rất thoáng. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm không vào. Vẫn chưa phải là một tình huống dứt điểm trúng đích đến từ tiền đạo Xuân Tới. Một pha dứt điểm dấu chân rất hay đến từ tiền đạo của đội bóng 1982 Hòa Bình. Nhưng đáng tiếc là trái bóng lại đi chạy khung thành của thủ môn Mạnh Hùng trong gang tấc mà thôi. Vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Các chân sút của đội bóng áo trắng đã đưa ra tới 8 tình huống dứt điểm, trong đó có 4 pha dứt điểm trúng đích về phía khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Nhưng cả 4 tình huống dứt điểm trúng đích chưa thể chiến thắng được sự xuất sắc đến từ thủ môn sinh năm 1982 của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Đó là một tình huống bật cào dứt điểm đến từ tiền đạo Ngọc Quang. Ngọc Quang đã di chuyển cực kỳ thông minh ở trong tình huống bóng này. Đáng tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng đến từ tiền đạo mang số 7 thì bóng lại đi chưa hướng về phía ông thành của thủ môn mang áo số 11 Đinh Công Hào. Cả hai đội bóng đang thi đấu ăn miếng trả miếng ở trong ít phút thi đấu vừa qua. Chân trái. Tình huống tác động từ phía sau. Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Sẽ có tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đây sẽ là góc sút rất thuận lợi dành cho các chân sút của đội bóng áo trắng. Những tình huống bóng sống, cao thủ 1982 Hòa Bình chưa thể tìm ra sự hiệu quả, thì giờ đây những tình huống bóng cố định cũng sẽ là một trong những phương án có thể giúp cho đội bóng này tìm ra sự khác biệt. Đang là những sự bàn bạc rất kỹ giữa anh Tuấn và Văn Thiện. Rất có thể đây sẽ là một tình huống phối hợp đá phạt, và chúng ta sẽ chờ đợi tình huống đá phạt này đến từ chân sút mang áo số 8 anh Tuấn. Văn Thiện đã sẵn sàng cho một pha dứt điểm. Anh Tuấn, Văn Thiện vẫn chưa thể chiến thắng được sự xuất sắc đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Ý tưởng là rất hay trong tình huống đá phạt vừa rồi đến từ các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đây đã là tình huống đá phạt góc thứ 5 dành cho các thủ 1982 Hòa Bình ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Trong khi đó, đội bóng 1982 Lạng Sơn vẫn chưa được hưởng bất kỳ một tình huống đá phạt góc nào cho tới phút thi đấu thứ 19 của hiệp thi đấu thứ nhất. Pha cắt bóng rất chủ động. Anh Tuấn.
vẫn đang là tỷ lệ kiểm soát bóng tốt dành cho các thủ 1982 Hòa Bình. Văn Thiện, đường truyền vừa rồi là quá sâu và không thể tạo ra sự khó khăn dành cho thủ môn Mạnh Hùng. Mạnh Hùng, tình huống phát động tấn công rất chính xác đến từ thủ môn Mạnh Hùng. Phương án an toàn đã được đưa ra và đó là một tình huống phá bóng dứt khoát đến từ hậu vệ cánh phải Văn Tiến. Đường truyền vừa rồi là của Quang Hưng. Quang Hưng, Quang Hưng không thể loại bỏ được phòng ngự của câu lạc bộ 1982 Hòa Bình. Thật sự là rất đáng tiếc dành cho chân sút ma số 6 của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Quang Hưng đã không thể tìm ra được một đường truyền thật sự thuận lợi dành cho cao đội khi bị hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình áp sát. Vẫn là một tình huống ra vào hợp lý của thủ môn Mạnh Hùng. Thủ môn Mạnh Hùng đang là người thi đấu nổi bật nhất ở trên sân trong màu áo của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở trận bán kết thứ nhất giải CDB này. Minh Hưng, tình huống quả sát rất nhanh của Minh Hưng. Một pha bóng mà chúng ta có thể thấy được nhãn quan cực kỳ ấn tượng đến từ đội trưởng số 20. Suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng 1982 Lạng Sơn. Khoảng trống là mênh mông dành cho tiền đạo Ngọc Quang. Một pha bóng mà Ngọc Quang đã di chuyển cực kỳ tung minh phía sau hệ thống vòng phòng ngự của câu lạc bộ 1982 Hòa Bình. Nếu như có thể đưa ra tình huống dứt điểm trúng đích ở trong tình huống vừa rồi thì rất có thể đội bóng 1982 Lạng Sơn sẽ có cho mình bàn thắng mở tỷ số. Đó cũng sẽ là lời cảnh báo dành cho hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Nếu như không có được sự tập trung trước mặt khung thành của thủ môn Đinh Công Hào, rất có thể đội bóng này sẽ bị trừng phạt. Một bóng mà chúng ta thấy được khả năng quan sát cực kỳ ấn tượng đến từ đội trưởng Phạm Minh Hưng của câu lạc bộ 1982 Lạng Sơn. Pha cắt bóng rất chủ động ở khu vực giữa sân đến từ cao thủ 1982 Hòa Bình. Cơ hội rất đáng tiếc. Một tình huống cắt bóng tốt đến từ vị trí của Mạnh Tâm. Minh Hưng, Mạnh Hùng. Tốc độ trận đấu đang được diễn ra ở mức rất cao. Bóng quay trở lại với tầm kiểm soát dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Văn Thiện, tình huống áp sát tốt đến từ vị trí của hậu vệ Văn Tiến. Thời gian của trận đấu cũng đang trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là một tình huống dứt điểm từ xa và kết thúc đầy táo bạo đến từ vị trí của anh Tuấn. Lần này là một lựa chọn dứt điểm rất quyết đoán đến từ chân sút ma số 8. Mạnh Hùng, Mạnh Tâm. Cơ hội, bóng đi quá nhanh so với khả năng di chuyển để không chia bóng đến từ tiền đạo mang áo số 7 Ngọc Quang. Lên bóng dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Bóng được triển khai sang bên hàng cánh trái dành cho số 3 số 9 Văn Thiện. Sau khi được đưa vào sân thay thế cho đội trưởng Tuấn Minh, Văn Thiện đang thi đấu rất chắc chắn ở bên hành lang cánh trái đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Bóng bổng không thể tạo ra sự khó khăn dành cho Mạnh Tâm. Càng ngang, khoảng trống rất đáng tiếc. Một tình huống chuyền bóng rất nhanh và tạo ra được sự chính xác ở trong tình huống vừa rồi đến từ Xuân Thành. Không phải, người đưa ra đường chuyền mang tính quyết định là anh Tuấn. Bên phía đội bóng 1982 Lạng Sơn chuẩn bị đưa ra sự thay đổi người. Xuân Hòa, chân sút ma số 16 sẽ được góp mặt ở trên sân và Vi Quang Hưng sẽ là cầu thủ rời sân. Pha cắt bóng rất bình tĩnh đến từ vị trí của Văn Thiện. Mất bóng bất cần. Ngọc Quang vẫn đang là cao cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Những đường truyền hy vọng kéo giãn đội hình hàng phòng ngự của câu lạc bộ 1982 Hòa Bình.
để tìm ra những lỗ hổng trước mặt khung thành của thủ môn Đinh Công Hào đến từ căng chân sút của đội bóng áo vàng. Nhưng đây sẽ là cơ hội lên bóng dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Căng ngang! Cơ hội! Vẫn chưa để chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Mạnh Hùng. Thủ môn mang áo số 82 của đội bóng 1982 Lạng Sơn đang làm lản lòng các chân sút đến hàng tấn công của đội bóng áo trắng. Rất nhiều những tình huống dứt điểm khác nhau. Vừa rồi là một pha dứt điểm trong khu vực cấm địa của đội bóng 1982 Lạng Sơn đến từ ca chân sút của đội bóng Hòa Bình. Ngọc Quang che chắn bóng tốt, bóng được trả ngược lại dành cho Mạnh Tâm. Xem một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ 1982 Lạng Sơn. Một trận đấu mà ban huấn luyện của cả hai câu lạc bộ đều đang có những sự toàn tính rất rõ ràng. Đó là một tình huống đá phạt trực tiếp không chính xác về phía ông thành của thủ môn Đinh Công Hào. Anh Tuấn. Tình huống mở bóng dành cho Văn Thiện đã bị bắt bài. Và cắt bóng rất chủ động đến từ đội trưởng Phạm Minh Hùng. Tình huống nguy hiểm nhất được cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn tạo ra về phía ông thành của thủ môn Đinh Công Hào xuất phát từ đường chuyền cực kiến tượng của đội trưởng Phạm Minh Hùng dành cho tiền đạo mang áo số 7 Hoàng Ngọc Quang. Nhưng đáng tiếc trong một pha dứt điểm không bị bất kỳ một cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình nào theo kèm thì Ngọc Quang lại đưa ra một pha kết thúc bóng đi chạy khung thành của thủ môn Đinh Công Hào trong găng tấc mà thôi. Và không có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng 1982 Lạng Sơn. Sau một tình huống dàn xếp rất hay, anh Tuấn, bóng được trả ngược lại dành cho thủ môn Đinh Công Hào. Khả năng chơi chân rất tốt đến từ thủ môn mặc áo số 11 của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của Văn Thiện. Một tình huống phạm lỗi đối với Văn Tiến, tiền vệ trung tâm của đội bóng 1982 Lạng Sơn trong trận đấu này. Một quả bóng mà Văn Tiến đã thoát ra khỏi sự theo kèm của bộ đội Lưu Thanh Sơn và Phương Văn Thiện. Đó là một tình huống đá phạt hướng trái bóng trực tiếp về phía ông thành của thủ môn mang áo số 11 Đinh Công Hào. Và tình huống vừa rồi cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên trận bán kết thứ nhất CDB của giải bóng đá các tỉnh 1982 2024. Một hiệp thi đấu đầu tiên mà chúng ta được chứng kiến rất nhiều những tình huống bóng hay và sự đôi công cực kỳ hấp dẫn được cả hai câu lạc bộ tạo ra. Và giờ đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghỉ ngơi giải lao trong ít phút trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến tiếp theo trong hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu ngày hôm nay. We'll be right back.
vào đi. Hòa Bình thay người nhá. Số 3 và Ôn, à số 3 và Xuân. Thủ môn lên đá. Số 3, số chốc trả đổi, chốc trả đổi. 8 ra sân. Hay đấy, hôm nay bắt mấy quả nhanh đấy. 3 sân. Hào ơi, Hào ơi, lên đây Hào ơi, cho hít con ra nhanh. Hai môn à? Hai môn. Số 2. Số 2. Số 2. Hào ơi, Hào ơi. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Nhật Minh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để dõi theo hiệp thi đấu thứ hai. Trận bán kết thứ nhất CDB của giải bóng đá các tỉnh 1982-2024. Trận đấu có sự có mặt của hai đội bóng FC 1982 Hòa Bình và cao thủ 1982 Lạng Sơn. Một hiệp thi đấu đầu tiên mà cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình họ đã chủ động hoàn toàn ở trên sân khi gây ra những sức ép rất lớn về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng, và cũng là đội bóng có cho mình tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn so với cao thủ 1982 Lạng Sơn. Một hiệp thi đấu mà cao thủ 1982 Lạng Sơn họ đã có cho mình một thế trận phòng ngự tương đối tốt với sự tỏa sáng đến từ thủ môn Phạm Minh Hùng. Nhưng rõ ràng là quá thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu thì ban huấn luyện của đội bóng 1982 Lạng Sơn cũng cần phải đưa ra những sự điều chỉnh để giúp cho hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng thi đấu một cách chủ động và chắc chắn hơn, qua đó giảm tải đi những áp lực, những sức ép trước mặt khung thành của thủ môn Mạnh Hùng đến từ hàng tấn công của đội bóng 1982 Hòa Bình. Và như vậy tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên. Bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai, trận bán kết thứ nhất giữa đội bóng 1982 Lạng Sơn và cao thủ 1982 Hòa Bình. Một hiệp thi đấu thứ hai cực kỳ quan trọng với cả hai câu lạc bộ. Và đương nhiên là với các khán giả đang có mặt trực tiếp trên sân vận động Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên fanpage nền tảng thể thao kết nối bóng đá, họ sẽ chờ đợi một hiệp thi đấu thứ hai với sự xuất hiện của bàn thắng. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì tiền đạo Ngọc Quang cũng đã có cho mình hai cơ hội để đưa ra những tình huống dứt điểm về phía ông thành của thủ môn Đinh Công Hào. Nhưng đáng tiếc là cả hai tình huống dứt điểm đến từ trung phong cắm mang áo số 7 của đội bóng 1982 Lạng Sơn, sự hiệu quả lại chưa được tạo ra. Đặc biệt là trong đường truyền đến từ đội trưởng Phạm Minh Hưng dành cho chân sút áo số 7, một pha bóng mà Ngọc Quang đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình và có cơ hội để đối mặt với thủ môn Đinh Công Hào. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình đã tiếp tục đưa ra những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ở vị trí chân giữ khung thành, thủ môn Phạm Tuấn Anh đã được đưa vào sân. Trong khi đó, Đinh Công Hào sẽ được trả về vị trí sở trường của mình, đó chính là vị trí trung vệ thòng. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình cũng đã đưa ra một sự thay đổi người, đó là sự thay đổi giữa chân sút mang áo số 9 Văn Thiện và đội trưởng mang áo số 38 Tuấn Minh sau quãng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu. Và đây sẽ là cơ hội để bóng dành cho thủ 1982 Hòa Bình. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình đã có cho mình 5 tình huống dứt điểm chủ định. Nhưng cả 5 tình huống dứt điểm về phía thành của thủ môn Mạnh Hùng chưa thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn mang áo số 82 câu lạc bộ 1982 Lạng Sơn. Trong khi đó cao thủ 1982 Lạng Sơn chỉ có 2 tình huống dứt điểm trúng đích mà thôi. Sự xuất sắc đến từ thủ môn Phùng Mạnh Hùng đã khiến cho hàng tấn công của đội bóng 1982 Hòa Bình bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở trong trận bán kết thứ nhất này. Quả đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cao thủ 1982 Lạng Sơn. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cao thủ 1982 Lạng Sơn không được hưởng bất kỳ một tình huống đá phạt góc nào. Nguy hiểm, rất bất ngờ. Một pha bóng làm thoát tim các cổ động viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình sau tình huống dứt điểm của Mạnh Tâm. Dường như Mạnh Tâm cũng đã bị giật mình khi trái bóng bất ngờ tìm tới vị trí của chân sút mang áo số 14. Tình huống đá phạt góc vừa rồi mới là tình huống đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cao thủ 1982 Lạng Sơn. Trong khi đó, cao thủ 1982 Hòa Bình ở trong hiệp thi đấu đầu tiên họ đã có cho mình 5 tình huống đá phạt góc. Tình huống đá biên dành cho cao thủ 1982 Lạng Sơn.
chưa thể đưa ra một tình huống dứt điểm thành công. Một nỗ lực đến từ đội trưởng Phạm Minh Hưng để mang lại tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Thằng số 14 đây. Tình huống đá biên dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Bóng được trả ngược lại dành cho thủ môn Phạm Tuấn Anh. Và cắt bóng rất tốt đến từ tiền đạo Ngọc Quang. Tình huống va chạm giữa Ngọc Quang và Đinh Công Hào. Một tình huống đá phạt nhanh của đội bóng 1982 Lạng Sơn. So với hiệp thi đấu đầu tiên thì ở trong hiệp thi đấu thứ hai này, cao thủ 1982 Lạng Sơn họ đang rất chủ động trong cách chơi của mình. 5 phút thi đấu đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội đang là ngang bằng nhau. Đó là một tình huống phạm lỗi từ phía sau rất rõ ràng đến từ vị trí của Đức Duy. Một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đinh Công Hào đang là cầu thủ đứng trước bóng. Đinh Công Hào. Một tình huống phối hợp vẫn chưa đủ độ khó để loại bỏ được hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Vừa rồi là một tình huống phá bóng rất tốt của Xuân Hòa. Xuân Hòa là cầu thủ được đưa vào sân ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Chưa thể đưa ra một tình huống dứt điểm. Tiếng còi của trọng tài đã vang đi trước đó. Một tình huống bóng cố định ở bên phần sân nhà dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm. Pha kết thúc đầy bất ngờ được tạo ra bởi Đức Duy. Một pha bóng mà Đức Duy đã rất nỗ lực để đưa ra một pha kết thúc về phía góc gần của khung thành thủ môn Phạm Tuấn Anh. Vẫn là một tình huống can thiệp kịp thời được tạo ra bởi hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Rõ ràng là quãng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu là một quãng thời gian đã thay đổi cách chơi của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở trong hiệp thiếu thứ hai của trận đấu này. Họ đang rất chủ động thi đấu ở trên sân với những tình huống triển khai bóng một cách mạch lạc và rõ ràng. Cự ly đội hình của đội bóng 1982 Lạng Sơn đang được đảm bảo rất tốt. Không còn là một thế trận hoàn toàn nấn nướt như những gì mà chúng ta được chứng kiến đến từ đội bóng 1982 Hòa Bình ở trong hiệp thi đấu thứ nhất của trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi là nỗ lực dứt điểm đến từ đội trưởng Phạm Minh Hưng. Ban huấn luyện của đội bóng 1982 Lạng Sơn đã đưa ra những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như chiến thuật để giúp cho đội bóng này đang có cho mình một thế trận rất tốt trước cầu thủ 1982 Hòa Bình. Và điều đó đang tạo ra sự bất ngờ dành cho các chân sút của đội bóng áo trắng cũng như ban huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình ở trong hiệp thiếu thứ hai này. Cao thủ 1982 Lạng Sơn họ đang thi đấu với sự mạo hiểm hơn. Một đội hình dâng lên rất cao đến từ cầu thủ 1982 Lạng Sơn và họ mong muốn gây ra những áp lực ngay ở bên phần sân của đội bóng 1982 Hòa Bình. Vừa rồi là một tình huống gây ra áp lực tốt đến từ vị trí của Đức Duy. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, Ngọc Quang là người thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Nhưng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này, vị trí đó đang thuộc với Đức Duy. Trong khi đó, Ngọc Quang đang được kéo về phần sân nhà để thi đấu ở bên hành lang cánh trái trong sơ đồ 3 cầu thủ phòng ngự đến từ cao thủ 1982 Lạng Sơn.
Đó là những sự thay đổi về mặt chiến thuật đến từ ban huấn luyện của đội bóng áo vàng và ít nhiều cũng đã phát huy được sự hiệu quả ở trong hiệp thiếu thứ hai khi giúp cho đội bóng 1982 Lạng Sơn đang kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân. Qua đó có thể gây ra những áp lực ngược lại về phía ông thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Ngọc Quang. Ngọc Quang là một trong những cầu thủ thi đấu rất đa năng trong màu áo của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở mùa giải năm 2024 này. Đường chuyền đã bị bắt bài. Đó là một đường chuyền có ý tưởng hay đến từ Giang Sơn. Giang Sơn. Không có gì khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Một pha bóng mà chúng ta thấy được sự tự tin đến từ các chân sút của đội bóng áo vàng. Cắt bóng tốt. Lên bóng dành cho các thủ 1982 Hòa Bình. 3-2. Có thể đưa ra một tình huống dứt điểm. Và dứt điểm về phía cột gần không thành công. Đến từ Xuân Thành. Xuân Thành đã loại bỏ hoàn toàn Ngọc Quang. Nhưng đáng tiếc tình huống dứt điểm cuối cùng thì sự hiệu quả vẫn chưa được tạo ra đến từ chân sút bằng áo số 28. Và chúng ta vẫn chưa được chứng kiến bất kỳ một bàn thắng nào trong trận bán kết thứ nhất này. 10 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai cũng đã trôi qua. Trên bảng điện tử hai đội vẫn đang hòa nhau với kết quả là không đều. Dứt điểm. Một pha kết thúc đầy bất ngờ. Có khoảng trống và chúng ta đã thấy được Mạnh Tâm tự tin như thế nào để đưa ra một tình huống kết thúc làm bất ngờ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình và ngay cả với thủ môn Phạm Tuấn Anh. Cơ hội lên bóng dành cho các thủ 1982 Hòa Bình. Vẫn là sự xuất sắc của thủ môn Mạnh Hùng. Đó là một tình huống mà thủ môn Mạnh Hùng đã ra vào quá hợp lý. Một tình huống cản phá bóng bằng chân. Đinh Công Hào đã tạo ra lợi thế trong tình huống tranh chấp bóng vừa rồi. Dứt điểm. Vẫn chưa phải là một tình huống kết thúc trúng đích. Chúng ta đã được xem lại tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Mạnh Hùng. Cái chân của thủ môn Mạnh Hùng đã cứu một bàn thua trông thấy dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn trước khi Trịnh Xuân Thành có thể đưa trái bóng vào trong nguồn trống của đội bóng áo vàng. Sau nỗ lực cứu thua vừa rồi, rất có thể thủ môn Mạnh Hùng đã gặp phải một chấn thương. Hy vọng rằng không có bất kỳ một chấn thương nào xảy ra đối với thủ môn Mạnh Hùng. Người vẫn đang thi đấu cực kỳ chắc chắn trước mặt khung thành của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Và là một điểm tựa cực kỳ vững chắc dành cho các đồng đội ở bên phần sân nhà của đội bóng này. Thủ môn Mạnh Hùng đang đóng góp tới 50% sức mạnh dành cho đội bóng 1982 Lạng Sơn ở trong trận đấu này với những tình huống cứu thua quá xuất sắc của mình. Chính phong độ cao của thủ môn Mạnh Hùng đã khiến cho căng chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình chưa thể tìm kiếm được bàn thắng, chưa thể đưa ra một tình huống dứt điểm thành công. Đó là một tình huống mà anh Tuấn hơi chậm trong việc lựa chọn một đường chuyền hay đưa ra một pha dứt điểm về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng. Đó chính là cơ sở để giúp cho Xuân Hòa lùi về bọc lót một cách rất kịp thời trước khi chân sút mang áo số 8 của đội bóng 1982 Hòa Bình có thể đưa ra một pha kết thúc. Đó là một tình huống dứt điểm bằng đầu. Một pha di chuyển và kết thúc không thành công đến từ tiền đạo Xuân Tới. Tình huống phán đoán rất hay. Hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn vẫn đang thi đấu cực kỳ lăn xả. Pha đoạt bóng rất tốt đến từ Đinh Công Hào. Và ngay lập tức là một tình huống dứt điểm về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng. Những tình huống mà hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn đã thi đấu đầy lăn xả và rất quyết tâm để ngăn chặn những tình huống dứt điểm đến từ các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình về phía ông thành của thủ môn Mạnh Hùng. Quãng thời gian Quân Đình Break ở trong hiệp thi đấu thứ hai dành cho cả hai câu lạc bộ. Một quãng thời gian tiếp nước dành cho các cầu thủ thi đấu ở trên sân ở trong hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang được theo dõi trực tiếp trận bán kết thứ nhất. Trận bán kết trong khuôn khổ CDB của giải bóng đá các tỉnh 1982 năm 2024. Giải đấu đang được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trên fanpage Kết nối bóng đá.
Trận đấu đang được diễn ra trên sân vận động Nhật Minh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và trên bảng điện tử, trước khi quãng thời gian quân hình break giữa hiệp thiếu thứ hai được diễn ra, thì hai đội vẫn đang hòa nhau với kết quả là không đều. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai, mỗi bên đã được hưởng 3 tình huống đá phạt góc. Trong khi đó, trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn không có cho mình bất kỳ một tình huống đá phạt góc nào. Còn với các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình, đội bóng này đã có cho mình 5 tình huống đá phạt góc ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Giờ đây sẽ là một tình huống đá biên ở bên hành lang cánh trái dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Đinh Công Hào đang di chuyển ở vị trí tiền vệ trung tâm, một vị trí cực kỳ quan trọng trong đội hình của đội bóng 1982 Hòa Bình. Vai trò của Đinh Công Hào chính là những tình huống cắt bóng chủ động ở khu vực giữa sân và đưa ra những đường chuyền ngay lập tức dành cho hàng tấn công của đội bóng 1982 Hòa Bình. Một vị trí mà Đinh Công Hào có thể phát huy tối đa sự hiệu quả với việc thôi bóng của mình. Những đường chuyền ngắn được tạo ra đến từ các cầu thủ 1982 Hòa Bình với hy vọng kéo giãn được đội hình của đội bóng 1982 Lạng Sơn và mở ra những đường chuyền vào trong khu vực cấm địa của thủ môn Mạnh Hùng dành cho khả năng di chuyển đến từ tiền đạo Xuân Tới. Phút thi đấu thứ 40 của trận đấu và chúng ta vẫn chưa được chứng kiến bất kỳ một bàn thắng nào trong trận bán kết giữa hai đội bóng 1982 Lạng Sơn và các cầu thủ 1982 Hòa Bình. Bàn huấn luyện của cả hai đội bóng đều đang đứng rất sát với đường biên để có thể đưa ra được những sự chỉ đạo một cách sát sao dành cho cao trò. Trọng tài xác nhận lỗi thuộc về chân sút vào số 6 Quang Hưng của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các chân sút của đội bóng 1982 Hòa Bình. Trọng tài chính đang yêu cầu anh Tuấn sẽ đặt trái bóng ở đúng vào vị trí va chạm trước đó để mang lại tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ 1982 Hòa Bình. Anh Tuấn, đó là một tình huống đá phạt kỹ thuật hướng trái bóng về phía cột xa khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Nhưng đáng tiếc sự hiệu quả vẫn chưa được tạo ra trong tình huống đá phạt vừa rồi đến từ chân sút mang số 8 của đội bóng 1982 Hòa Bình. Tình huống phát bóng lên dành cho thủ môn Mạnh Hùng. Một tình huống ném bóng rất mạnh lên phía trên. Người đang thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của đội bóng 1982 Lạng Sơn ở ít phút thi đấu vừa qua đang là đội trưởng Phạm Minh Hưng, rất nguy hiểm. Một tình huống bóng rất bất ngờ được tạo ra về phía ống thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Đó chính là sự quyết đoán đến từ ca chân sút của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Thủ môn Phạm Tuấn Anh đã phải trổ tài để cứu thua dành cho đội bóng 1982 Hòa Bình. Và dứt điểm đầy chất lượng đến từ Đức Duy sau khi trái bóng hướng tới vị trí của Đinh Công Hào. Nhưng chân sút mang áo số 11 của đội bóng 1982 Hòa Bình không thật sự chủ động. Đức Duy đã khôn ngoan để đưa ra một tình huống cắt bóng ngay ở bên vực sân của đội bóng 1982 Hòa Bình và đưa ra một pha dứt điểm quyết đoán về phía ống thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Đáng tiếc, pha dứt điểm cuối cùng của chân sút mang áo số 3 vẫn chưa thể chiến thắng được sự xuất sắc đến từ thủ môn Phạm Tuấn Anh. Khoảng trống! Một pha dứt điểm làm thoát tim các cổ động viên của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Trái bóng đã tìm tới cột dọc khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Một pha bóng mà thủ môn Mạnh Hùng chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Nhưng đáng tiếc trái bóng lại không đi vào trung khung thành của cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Một pha dứt điểm làm rung chuyển khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. May mắn đang không song hành cùng với cao thủ 1982 Hòa Bình. Đường chuyền vừa rồi là của Đức Chính, một trong những cầu thủ đã được góp mặt ở trong hiệp thiếu thứ hai này. Ngọc Quang sẽ là cầu thủ thực hiện tình huống đá biên ở bên phần sân nhà.
dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Đường chuyền hướng tới vị trí của đội trưởng Minh Hưng. Và dứt điểm chưa trúng tâm bóng khá đáng tiếc của Xuân Hòa. Tình huống đá biên ở bên phía sân nhà dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Bàn huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình chuẩn bị đưa ra sự thay đổi người tiếp theo. Tiền đạo Xuân Tới sẽ là cầu thủ rời sân để nhường vị trí dành cho Lưu Thanh Sơn. Dứt điểm. Anh Tuấn đang rất tích cực để đưa ra những tình huống kết thúc về phía ông Thành của thủ môn Mạnh Hùng. Không có gì khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Còn khoảng chừng 5 phút thi đấu chính thức ở trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cả hai câu lạc bộ. Vẫn đang là một tỷ số hòa. Đó là một tình huống làm tường không thành công của tiền đạo Xuân Tới. Lợi thế dành cho các cầu thủ 1982 Lạng Sơn. Bóng được triển khai sang bên hành lang cánh phải. Mạnh Tâm. Mạnh Tâm. Đó là một tình huống mà Mạnh Tâm đã lựa chọn pha dứt điểm về phía cột gần khung thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Nhưng trước đó chân sút mang áo số 14 đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Đức Chính. Sẽ một tình huống đá phạt trực tiếp với điểm đặt của trái bóng sát với đáy đường biên ngang của câu lạc bộ 1982 Hòa Bình dành cho đội bóng 1982 Lạng Sơn. Một quãng thời gian cực kỳ quan trọng ở trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cả hai câu lạc bộ. Và nếu như đội bóng nào có được bàn thắng trong quãng thời gian này, rất có thể đội bóng đó sẽ có cho mình tấm vé góp mặt trong trận chung kết, trận thi đấu cuối cùng ở mùa giải năm 2024 này. Bóng bổng chưa đủ độ khó để loại bỏ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Hòa Bình. Một pha bóng được dàn xếp tốt đến từ ca chân sút của câu lạc bộ 1982 Lạng Sơn. Thật sự rất khó dành cho đội trưởng Phạm Minh Hưng để có thể đưa ra một tình huống chạm bóng ở phía cột xa khung thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Nguy hiểm. Cơ hội. 1-0 dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Những sự thay đổi đến từ bàn huấn luyện của đội bóng 1982 Hòa Bình đã phát huy tối đa sự hiệu quả. Tình huống ghi bàn vừa rồi là của Giang Sơn. Đường chuyền tuyệt vời đến từ vị trí của Lưu Thanh Sơn. Và chuyền bóng xé toang hệ thống hàng phòng ngự của câu lạc bộ 1982 Lạng Sơn và đặt chân sút mang áo số 17 vào một vị trí quá thuận lợi để đối mặt với thủ môn Mạnh Hùng. Lần này thì thủ môn Mạnh Hùng đã không thể cứu thua dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. 1-0 dành cho cao thủ 1982 Hòa Bình. Chắc chắn cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn họ sẽ thay đổi cách chơi trong quãng thời gian còn lại của trận đấu ngày hôm nay. Sẽ là một lối chơi mạo hiểm đến từ cao thủ 1982 Lạng Sơn. Họ buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu, dâng cao đội hình để gây ra những sức ép ngược lại về phía ông Thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Những giây phút cực kỳ quan trọng ở trong hiệp thi đấu thứ hai của trận bán kết thứ nhất. Lợi thế trên bảng điện tử đang thuộc về cao thủ 1982 Hòa Bình sau tình huống ghi bàn của Giang Sơn với đường truyền kiến tạo tuyệt vời đến từ người đồng đội của mình, chân sút mang áo số 10 Lưu Thanh Sơn. Đó là một tình huống dứt điểm, bóng đã đi cao hơn so với sàng hàng khung thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh đến từ Vi Quang Hưng. Ngọc Quang. Và xử lý bóng rất khéo léo và đầy bình tĩnh đến từ Thanh Sơn. Cầu thủ đã tạo ra tình huống kiến tạo tuyệt vời dành cho Giang Sơn để giúp cho chân sút mang áo số 17 điền tên mình lên bảng điện tử và giúp cho cao thủ 1982 Hòa Bình đang dẫn trước cao thủ 1982 Lạng Sơn ở trong trận bán kết thứ nhất.
Đường chuyền rất tốt được tạo ra bởi tiền vệ trung tâm Đinh Công Hào. Cơ hội! Không có bàn thắng dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Nhưng đó là tình huống phạm lỗi rất rõ ràng đến từ Hữu Tuyến. Sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp với điểm đặt của trái bóng sát với khu vực cấm địa của thủ môn Phạm Tuấn Anh dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Tình huống phạm lỗi rất rõ ràng đối với Hoàng Mạnh Tâm. Một pha bóng mà các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn cần phải chắc chiu. Đang là những sự bàn bạc rất kỹ trong tình huống đá phạt trực tiếp này giữa Mạnh Tâm và chân sút số 3 Đức Duy. Chúng ta sẽ chờ đợi tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của đội bóng áo vàng. Một cơ hội để giúp cho đội bóng này có được bàn thắng quân bình tỷ số. Bóng đã không qua được hàng rào sau tình huống dứt điểm cuối cùng của Đức Duy. Mạnh Hồng. Tốc độ của trận đấu đang được diễn ra ở mức rất cao. Đường chuyền rất tốt đến từ thủ môn Mạnh Hồng. Nguy hiểm không vào. Còn dọc đã cứu thua dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình và thủ môn Phạm Tuấn Anh. Bóng căng như kẻ chỉ sau pha dứt điểm của đội trưởng Phạm Minh Hưng. Một pha dứt điểm mà cột dọc đã cứu thua dành cho các thủ 1982 Hòa Bình và mang lại sự tiếc nuối dành cho các cổ động viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Không có bàn thắng quân bình tỷ số sau pha dứt điểm của đội trưởng Phạm Minh Hưng. Quá đáng tiếc dành cho các thủ 1982 Lạng Sơn. Họ cũng rất xứng đáng với một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Thật sự là rất đáng tiếc dành cho những nỗ lực của Minh Hưng và các đồng đội. Thời gian của trận đấu cũng đã trôi về phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Chiến thắng đang ở rất gần các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống dứt điểm bóng đi rất căng, có sự hiểm hóc. Đáng tiếc là điểm đến của trái bóng lại là cột dọc của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Tuấn Anh. Căng ngang. Chưa thể tạo ra một điểm cắt đến từ ca chân sút của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Khoảng trống. Minh Hưng. Bóng bổng. Lên bóng dành cho các thủ 1982 Lạng Sơn. Tiếp tục là những tình huống nhồi bóng vào trong khu vực cấm địa của thủ môn Phạm Tuấn Ảnh. Các cầu thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn đang thi đấu rất khẩn trương. Tuấn Ảnh. Các cầu thủ 1982 Hòa Bình họ không quá vội vàng. Bóng vẫn đang ở trong sân. Cần phải có sự tập trung trong quãng thời gian bù giờ này đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Nếu như để thủng lưới bàn thắng thứ hai thì gần như sẽ là dấu chấm hết dành cho các cầu thủ của đội bóng áo vàng. Đinh Công Hào. Đường chuyền không thành công. Cơ hội lên bóng dành cho thủ 1982 Lạng Sơn. Rõ ràng là ban huấn luyện cũng như các cổ động viên của đội bóng 1982 Lạng Sơn có quyền tiếc nuối dành cho đội bóng này. Đặc biệt sau pha dứt điểm của đội trưởng Phạm Minh Hưng khi trái bóng đã tìm tới cột dọc không thành của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Thời gian của trận đấu vẫn đang ủng hộ. Hết giờ rồi, cũng bù giờ thôi. Thời gian bóng chết nhiều, bóng chết nhiều. Tập trung nào. Cơ hội lên bóng dành cho cao thủ của đội bóng 1982 Lạng Sơn. Đang là sự khẩn trương đến từ các chân sút của đội bóng áo vàng. Họ hiểu được tầm quan trọng của quãng thời gian bù giờ này. Vẫn chưa thể đưa ra một tình huống dứt điểm bằng đầu thành công. Và sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho thủ môn Phạm Tuấn Anh. Một quãng thời gian cực kỳ nhạy cảm ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Lợi thế trên bảng điện tử vẫn đang thuộc về cao thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Pha đoạt bóng hay đến từ vị trí của Mạnh Tâm.
Cơ hội. Tình huống băng ra rất tốt của thủ môn Phạm Tuấn Anh. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Một trận bán kết với sự hấp dẫn và kịch tính được cả hai câu lạc bộ tạo ra. Khoảnh khắc lóe sáng của Giang Sơn đã mang lại tấm vé góp mặt trong trận chung kết của giải CDB, giải bóng đá các tỉnh 1982-2024 dành cho các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Trong khi đó, với các cổ động viên của đội bóng 1982 Lạng Sơn, họ có quyền tự hào vì những chiến binh của mình. Họ đã chiến đấu cho tới những giọt mồ hôi cuối cùng. Một lần nữa xin được chúc mừng các cầu thủ của đội bóng 1982 Hòa Bình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại trận đấu. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận bóng đá tiếp theo.